Con đi cách biệt phương trời, biết có ngày nào con trở lại. Đường xưa mẹ già ra đứng mòn mỏi trông con đến bao giờ. Lặng nhìn chiều thu lòng nhớ thương ai. Gió đưa man mát gợi những âu nghe lá thu rơi chiều nay ra đứng nơi đây gió lạnh lùng mát nỗi nhớ mẹ xa chờ con ngồi đêm lãng giờ đêm bao nhiêu lá mà con chưa về ngày xưa con bé ngây thơ mẹ hay âu yếm bên con mẹ bảo mẹ thương con nhiều thương con mẹ trông con về chờ mong tin con ngày tháng lòng đầy lo âu sầu nhớ. Bao lá thu rơi mà con chưa về chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương ai. Có nghe trong mắt lệ thắm tuôn trào ngày xưa con bé ngây thơ mà nay con đã đi xa mẹ già chưa mong con hoài. Mẹ ơi, khi viết lên bài ca mà con nghẹn ngào muốn khóc. Ở chốn quê xa, mẹ già ngày đêm trông ngóng. Con có lỗi với mẹ nhiều lắm, con thương mẹ nhiều. Mẹ ra chờ con ngồi đêm lãng giờ đêm bao nhiêu lá mà con chưa về ngày xưa con bé ngây thơ mẹ hay âu yếm bên con mẹ bảo mẹ thương con nhiều con mẹ trông con về chờ mong tin con ngày tháng lòng đầy lo âu sầu nhớ bao lá thu rơi mà con chưa về chiều nay ngồi đây lòng nhớ ngày xưa con bé ngây thơ mà nay con đã đi xa mẹ già chưa mong con hoài ngày xưa con bé ngây thơ mà nay con đã đi xa mẹ già chưa mong con
Kính thưa quý vị các bạn, ca khúc Lòng Mẹ Hai vừa rồi chắc chắn là chạm đến trái tim của rất nhiều quý khán thính giả. Nó thực sự chạm đến trái tim của mình. Cảm ơn Ngọc Sơn rất nhiều. Và trong cái ngày hôm nay thì cũng ở trong sân khấu này thì cũng có sự có mặt của cô Kim Loan là mẹ của Ngọc Sơn, và xin phép được mời cô lên sân khấu ạ. Dạ thưa cô, chắc nghĩ là trong cái không khí ngày hôm nay, trong cái bầu không khí nó lắng động và rất là nhiều cảm xúc vậy, chắc là Ngọc Sơn cũng có muốn một vài lời chia sẻ với mẹ, bởi vì chắc quý vị các bạn cũng biết là thời gian gần đây là mẹ của Ngọc Sơn cũng bị ốm nặng, và Ngọc Sơn cũng nói là bây giờ cái gì cũng bỏ hết, kể cả tiền chạy thuốc, chữa thừa thuốc thang cho bà, thì nếu cần thì bán nhà luôn. À không, câu chuyện là như vậy, thì mẹ đi xa ở nước ngoài. Thì nước ngoài người ta chữa trong cái dịch Covid thì chữa rất là nhiều người, chữa cho dân người ta còn chữa không được, huống chi người nước khác qua. Lúc có mẹ kẹt về thì giống như bao nhiêu người cũng kẹt về không được, mà cũng nhiều người cũng đã ra đi rồi. Ngọc Sơn thì thương quá, thương mẹ, thì cũng may mắn mẹ về được tới nơi, và cùng Ngọc Sơn cùng với các y bác sĩ ở Việt Nam tiếp tục tận tình chạy chữa thêm nữa. Và hơn ai hết, người con hiểu mẹ ăn cái gì và như thế nào thì con lo cho mẹ thì chắc chắn. Và cuối cùng cũng cứu mẹ được thì con xúc động lắm. Và con xúc động vì mẹ cũng đã vượt qua bảo bệnh, mẹ đã vượt qua. Nói chung là Ngọc Sơn sẽ gắn bó với mẹ mãi mãi đó. Và đây là những món quà tinh thần, những món quà vô giá mà con nhận được của đại gia đình con xin gửi đến mẹ.